Đồ gỗ Hoàng Hải xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc mừng quý vị và các bạn, đây là một chiếc đĩa với kích thước là với đường kính là 40 cm. Độ dày là 4 cm quý vị ạ. Từ chân lên là 50 cm quý vị ạ. Đây là một chiếc đĩa bên cơ sở khảm ốc. Khảm ốc rất là đẹp quý vị ạ. Hôm nay là ngày mùng 5 tháng 1 năm 2023, năm Quý Mão đấy ạ. Và cũng là ngày 26 tháng 1 năm 2023. Bên cơ sở Đồ Gỗ Hoàng Hải muốn giới thiệu tới quý vị các bạn một chiếc đĩa khảm ốc rất là đẹp quý vị ạ. Quý vị hãy bớt một chút thời gian để cùng với Đồ Gỗ Hoàng Hải tiến lại gần hơn để khám phá một cái chiếc đĩa khảm tích là Bát Tiên Quần Hội, được khảm ốc phần màu rất là đẹp quý vị ạ. Và ở cuối video này thì Đồ Gỗ Hoàng Hải cũng sẽ báo giá tới quý vị các bạn để quý vị các bạn nắm được một cái giá tốt nhất và chất lượng nhất một sản phẩm mà bên cơ sở đã vừa tạo tác xong. Quý vị đang được nhìn thấy bố cục chính của một chiếc đĩa này gồm có 8 ông tiền, gọi là bát tiền ạ. Bát tiền. Những cái đường led mà bên cơ sở cắt tạo ra thì sẽ không giống một bất cứ một cơ sở nào. Đó. Rất là đẹp. Ốc phần màu quý vị ạ. Đó, những cái đuôi của con ngựa này cũng được bên cơ sở tách phần màu hết. Cắt ốc 100% nha quý vị nhá. Tất cả những cái đường led các thứ đều được bên cơ sở, những cái xương cảnh cũng được bên cơ sở là cắt bằng ốc hết quý vị ạ. Rất đẹp quý vị ạ. Bên dưới thì bên cơ sở thiết kế một cái chân bằng trúc. Đó, chân đục trúc. Rất là đẹp. Chiều cao từ dưới đất lên tới đỉnh đây là vào 50 cm quý vị ạ. Đó. Chất ốc thì đang lên màu tự nhiên rất là đẹp đây. Đó. Những miếng ốc đấy, quý vị đang nhìn thấy những màu đỏ này. Màu đỏ của ốc này rất là đẹp. Những cái xương cảnh bên ngoài bên cơ sở là tạo tác là bốn góc là hoa châu đồng tiền và xung quanh là bốn cây tư quý. Rất là đẹp. Những cái cảnh nhỏ này cũng được bên cơ sở cắt bằng ốc hết nha quý vị nhé. Trúc, cây trúc, cây sen, cây mai, cây lan. Đó. Quý vị nhìn những thần thái của những ông tiền này rất là đẹp. Mỗi ông một dáng, mỗi ông một màu, một mẫu. Chiếc đĩa này thì quý vị có thể bày ở trong phòng khách nhà mình, trên các cái bàn uống nước hoặc là trên những cái kệ thì rất là đẹp. Đó. Làm nên đồ gỗ khảm ốc thì luôn luôn nó rất là sang trọng và đẹp quý vị ạ, giá trị cho mai sau. Là đồ gỗ khảm ốc thì tất cả đều 100% là tự nhiên và được làm thủ công mỹ nghệ quý vị ạ. Cắt tay 100% nhé quý vị nhé. Không có gì là nhân tạo cả, mà không có gì là công nghệ công nghiệp gì cả. Đồ này thì là bên cơ sở sẽ là làm tay 100%. Tất cả đồ gỗ khảm ốc thì đều làm một tay 100% nhé quý vị ạ. Đó. Thì chiếc đĩa này bên cơ sở đang chào bán với chiếc đĩa Bát Tiên Quần Hội này với giá là 4,5 triệu quý vị ạ. Chỉ có 4,5 triệu thôi, quý vị đã được sở hữu một chiếc đĩa nó ốc đẹp đỏ như này. Đó, quý vị đang nhìn thấy những cái màu dây rất là già và dài. 4,5 triệu quý vị đã sở hữu được một chiếc đĩa đẹp như này. Bày những cái phòng khách trong những cái dịp Tết này thì rất là đẹp quý vị ạ. Quý vị và các bạn quan tâm đến sản phẩm thì xin vui lòng liên hệ Đồ Gỗ Hải qua số là 0984 368 681 và 0946 885 162. Đồ Gỗ Hải có địa chỉ tại làng nghề khảm trai truyền thống thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy nhanh tay nhấn vào nút đăng ký kênh trên Facebook và YouTube, đó là Đồ Gỗ Hải,
để mỗi khi bên cơ sở đăng tải lên thì quý vị và các bạn chính là người đầu tiên sẽ nhận được những cái video hành mới nhất mà bên cơ sở đã đăng tải lên. Rất mong được quý vị và các bạn là ủng hộ những sản phẩm mà bên cơ sở đã tạo tác lên. Sản phẩm được thực hiện bởi các nghệ nhân gốc nghề tạo tác và cam kết uy tín chất lượng, không qua khâu trung gian, cũng như là bên cơ sở sẽ ship hàng và giao hàng trên toàn quốc. Quý vị hãy nhanh tay nhấc máy gọi cho Đồ Uống Hải để được sở hữu một cái sản phẩm chất lượng như thế này. Đó. Sau đây Đồ Uống Hải cũng xin khép lại video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip sau. Xin kính chào.